Xin chào quý anh chị và các bạn, hiện tại thì em đang có mặt tại Toyota Bắc Ninh. Hôm nay trong khuôn khổ video này thì em sẽ giới thiệu về chiếc xe Toyota Vios phiên bản E số tự động màu đen. Vios thì được lắp ráp trong nước với 3 phiên bản là 1.5 EMT là phiên bản số sàn duy nhất, có giá niêm yết là 478 triệu, và phiên bản tiếp theo là 1.5 ECVT phiên bản trước mặt chúng ta đây, có giá niêm yết là 531 triệu. Và phiên bản tiếp theo là phiên bản 1.5G CVT, có giá niêm yết là 581 triệu. Thì bản G là phiên bản mà bên em bán ra nhiều nhất. Còn ngoài ra là cái phiên bản E này thì cũng cái lượng xe giá bán ra không nhiều, nhưng mà tất nhiên là anh chị là muốn tiết kiệm khoảng 50 triệu so với cả cái bản G thì có thể là tham khảo cái bản này. Thì em sẽ giới thiệu để so sánh cho anh chị là giao chọn ra cái phiên bản hợp lý nhất. Phiên bản E số tự động này thì được trang bị thứ nhất là kém so với bản G 2 cảm biến, nhưng mà tiếp theo là về cụm đèn. Cụm đèn là được trang bị đèn bi halogen, còn phiên bản G được trang bị là đèn full LED. Ngoài ra một chi tiết nhỏ nữa là cái mặt ca lăng của bản 1.5 ECVT này là được sơn nhám, còn phiên bản 1.5 G là được sơn bóng, thì trông nó sẽ sáng sủa và sáng hơn một chút. Ngoài ra là các chi tiết ví dụ như là tay nắm cửa bên trong bên ngoài là được mạ chrome. Ngoài ra thì phiên bản 1.5 G được trang bị điều hòa tự động, smart key để nổ nút bấm. Còn phiên bản ECVT trước mặt chúng ta đây thì chỉ được trang bị là điều hòa cơ, chìa khóa cơ. Và ngoài ra thì phiên bản G được trang bị 7 túi khí, còn phiên bản ECVT này được trang bị 3 túi khí. Còn ngoài ra là kích thước khung gầm, cảm giác lái, động cơ, la răng đều như nhau và chênh nhau giá niêm yết là 50 triệu. Thì thời điểm này thì sau khi ra biển bản G thì rơi khoảng tầm 600 triệu. Còn bản ECVT này thì ra biển sẽ rơi vào khoảng rẻ hơn 50 triệu, khoảng tầm 550 đến 560. Tùy theo cái lựa chọn anh chị muốn là lắp phụ kiện như thế nào và bảo hiểm như thế nào, thì tùy vào cái nhu cầu của gia đình mình. Thì anh chị nào mà có nhu cầu tham khảo với chiếc Toyota Vios 1.5 ECVT này thì có thể liên hệ giúp em, thì em sẽ báo cái giá chính xác hơn, và cũng như là giới thiệu cho anh chị một số cái gói hỗ trợ tiền mặt, phụ kiện, bảo hiểm. Và trong video này thì em sẽ phép giới thiệu thêm một chút về cái thị trường xe. Hiện tại là cái thời điểm ra Tết và tháng 2 thì tháng 3, cuối tháng 2 đầu tháng 3 thì đang là thời điểm mà em gọi là thời điểm vàng để mua xe đấy. Thứ nhất là cái áp dụng thuế trước bạ chỉ áp dụng đến hết tháng 5, và hiện tại đang là cuối tháng 2 đầu tháng 3 rồi. Thì anh chị nào mà muốn mua xe giá tốt thì có thể thì mua sớm giúp em xa thời gian giảm thuế ra thì giá nó sẽ tốt hơn. Cái thứ hai nữa là bây giờ các nhà sản xuất đang bị thiếu linh kiện sản xuất xe, đó là thiếu chip sản xuất xe, nên là cái lượng xe về không còn nhiều. Nếu anh chị là muốn lấy xe giá tốt được giảm thuế thì đặt sớm giúp em, hoặc là đang còn một chút khúc mắc về tài chính ấy, thì bên em hỗ trợ xe tối đa 80% giá trị xe. Và ngoài ra còn nhiều gói khác hay ho để hỗ trợ tùy theo tình hình tài chính của anh chị. Nên là anh chị nào mà muốn em tư vấn thêm cũng như là cần hỗ trợ về cái thông tin xe nào thì có thể liên hệ giúp em số hotline để trên màn hình. Trong khuôn khổ video nhanh này em sẽ giới thiệu nhanh như vậy thôi, thì còn hẹn anh chị và các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.